17. Phẩm tướng bất thối Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, chúng con nên dùng tướng trạng nào để biết Đại Bồ Tát bất thối chuyển? Phật dạy này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát có thể như thật biết hoặc địa vị phàm phu hoặc địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác hoặc địa vị Bồ Tát hoặc địa vị như lai. Các địa vị như vậy tuy nói có khác, nhưng trong tánh chân như của các Pháp không đổi khác, không phân biệt, đều không có hai, không hai phần, đại bồ tát đó tuy thật ngộ nhập chân như của các pháp cũng thật an trụ chân như của các pháp nhưng không có sự phân biệt vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ Tát này đã thật ngộ nhập chân như của các Pháp. Mặc dù nghe chân như cùng tất cả Pháp không hai không khác nhưng không nghi ngờ vướng mắc Đại Bồ Tát đó đã thật an trụ vào chân như của các Pháp, ra khỏi chân như rồi. Tuy nghe các Pháp có nhiều tướng loại khác nhau, nhưng ở trong ấy không có sự chấp trước, cũng không nghi ngờ, vướng mắc và không nghĩ như vậy. Việc này như thật, việc này không như thật, mặc dù không nghĩ như vậy nhưng đối với các pháp có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này không bao giờ phát ra lời nói vu vơ, tất cả những gì họ nói đều đưa đến lợi ích, nếu không có lợi ích thì họ không bao giờ nói. Đại Bồ Tát này không bao giờ xét thấy sự hay dở, tốt xấu của người khác cho họ một cách bình đẳng, thương xót. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các tướng như vậy thì nhất định đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện tất cả các Đại Bồ Tát bất thối truyền, không bao giờ muốn thấy hình tướng ngôn từ của những ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn, vân vân các Sa Môn, Bà La Môn, vân vân đó. Đối với Pháp Sở Chi mà thật biết, thật thấy, hoặc có thể trình bày Pháp Môn Chánh Kiến, điều này không thể xảy ra. Đại Bồ Tát này không bao giờ lễ kính các thiên thần khác, như các ngoại đạo của thế gian đã thờ phụng, cũng không bao giờ đem các thứ vòng hoa, các thứ hương bột, y phục, ngọc báu, tràng phan, bảo cái, âm nhạc, đèn sáng, vân vân để cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối truyền. Này thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển không rơi vào các nẻo ác, không làm thân người nữ, cũng không sanh nơi dòng họ thấp hèn, ngoại trừ vì muốn độ thoát những loại hữu tình đó, nên hiện sanh cùng lại để dùng phương tiện hóa độ. Đại Bồ Tát này thường ưa thọ mười thiện nghiệp đạo, tự thân xa lìa sự sát hại chúng sanh cho đến tà kiến khuyên người khác xa lìa sự sát hại chúng sanh cho đến tà kiến tự thọ và hành mười thiện nghiệp đạo khuyên người khác thọ và hành mười thiện nghiệp đạo chỉ bày thể hiện khuyến khích khen ngợi vui mừng giáo hóa hữu tình làm cho họ được vững bền Đại Bồ Tát ấy cho đến trong mộng cũng chẳng thấy làm mười ác nghiệp đạo, cũng chẳng hiện khởi tâm ác bất thiện, cho đến trong mộng cũng thường thọ học mười thiện nghiệp đạo đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thấu truyền. Này thiện hiện các thứ kinh điển mà tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền thọ trì, tư duy, đọc tụng, được thông suốt đều vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Các vị ấy thường suy nghĩ ta đem pháp này vì các hữu tình giảng nói chỉ bày sẽ làm cho tất cả phát nguyện được viên mãn và đem căn lành pháp thí này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy? chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn thối truyền này thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối truyền đối với pháp môn thâm sâu đức phật đã dạy không bao giờ sanh tâm nghi ngờ do dự cũng không mê muội mà hoan hỉ tín thọ những điều nói ra đều vì lợi ích biết lựa mà nói những ngôn từ hòa nhã, thức ngủ đều được nhẹ nhàng, không phát sanh phiền não, ra vào đến đi, tâm luôn tỉnh thức, luôn luôn an trụ nơi tránh niệm tránh chi, đi đứng nằm ngồi với hành động có oai nghi, giở chân bước chân cũng như vậy, chân bước đến đâu đều nhìn dưới đất, an nhiên tránh niệm nhìn thẳng mà đi, cử động nói năng thường không thô bạo. Những sự thọ dụng như y phục giường nằm đều luôn thơm sạch, thích sạch sẽ, thường không bệnh tật, không có những hôi hám dơ bẩn, giận dẹp các thứ trùng, trong thân không có tám vạn hộ trùng. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này căn lành tăng thượng, vượt khỏi thế gian, căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy thân tâm thanh tịnh. Do nhân duyên này, thân tâm của các Bồ Tát này kiên cố giống như kim cương, không bị nghịch duyên làm thương tổn. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà chẳng còn thối chuyển khi ấy thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là các đại bồ tát nên biết tâm thường thanh tịnh phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy căn lành như như dần dần tăng trưởng trong tâm như vậy như vậy tất cả những quanh co dối trá đều không bao giờ hiện hành do nhân duyên này bao nhiêu phiền não và pháp bất thiện đều vĩnh viễn dập tắt cũng vượt khỏi thanh văn độc giác địa nhanh chóng tiến đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cho nên phải biết tâm thường thanh tịnh này thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển chẳng trọng lợi dưỡng chẳng màng tiếng khen tâm xa lìa ganh ghét tham lam thân không lầm lỗi đối với các thức ăn nước uống y phục đồ nằm thuốc thang tài sản của cải vân vân không tham đắm nghe pháp thâm sâu tâm chẳng mê lầm trí tuệ sâu bền cung kính tín thọ tùy sự nghe nhận đều hội nhập bát nhã ba la mật đa sâu xa những sự nghiệp tạo tác ở thế gian cũng nương vào phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa hội nhập pháp tánh không thấy một sự kiện nào ra khỏi pháp tánh Giả sử có pháp nào không tương ưng với pháp tánh thì cũng dùng phương tiện hội nhập nghĩa lý thâm sâu của bát nhã ba la mật đa, do đó không thấy pháp nào ngoài pháp tánh. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, giả sử có ác ma hóa hiện trước mặt tất cả các đại Bồ Tát bất thối truyền tám địa ngục lớn. Ở trong mỗi một địa ngục lớn đó hóa ra vô lượng trăm ngàn Bồ Tát đều bị lửa giữ, xen nhau, đốt cháy, chịu nhiều đau khổ, chua xót độc hại, khổ sở vô cùng. Ác ma hóa ra như vậy bảo các Bồ Tát bất thối truyền. Các Bồ Tát này đều được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền, nên bị đọa trong địa ngục lớn như vậy, thường chịu những đau khổ dữ dội như vậy. Bồ Tát các ông đã nhận thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền, cũng sẽ đọa trong địa ngục lớn này và chịu những đau khổ dữ dội. Phật thọ ký cho các ông chịu khổ cùng cực trong địa ngục lớn, chứ chẳng phải thọ ký các ông quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền. Thế nên các ông hãy mau vứt bỏ tâm đại Bồ đề may ra được thoát khỏi nỗi khổ địa ngục đây tương lai sang lên cõi trời hoặc xanh trong loài người hưởng thụ những vui sướng tuyệt vời khi ấy các đại Bồ Tát bất thối truyền nghe thấy những điều như vậy tâm họ vẫn không lay động không nghi ngờ sợ hãi mà chỉ suy nghĩ đại bồ tát được thọ ký bất thối truyền nếu đọa vào cảnh giới ác chịu các khổ não không thể thoát ra nhất định việc này không thể có những điều nghe thấy hôm nay chắc là ác ma làm ra những điều ác ma nói hoàn toàn không thật có đại bồ tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn thối truyền này thiện hiện giả sử có ác ma hóa làm hình tướng sa môn đi đến chỗ các đại bồ tát bất thối truyền nói như vậy trước kia ông đã nghe thọ trì đọc tụng kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa đều là tà thuyết hãy mau vứt bỏ chớ nghĩ đó là chân thật nếu các ông có thể vứt bỏ nhanh chóng ta sẽ dạy cho các ông pháp phật chân tịnh để cho ông mau chứng vô thượng bồ đà những gì ông đã nghe trước đây không đúng là của phật đó là văn tụng dối trá do người soạn tập những lời ta nói mới đúng là lời phật thiện hiện nên biết đại bồ tát nào nghe nói như vậy mà tâm dao động nghi ngờ sợ hãi nên biết đó là bồ tát chưa được thọ ký bất thối truyền đại bồ tát nào nghe nói như vậy mà tâm chẳng dao động nghi ngờ sợ hãi chỉ an trụ theo pháp tánh vô tác vô tướng vô sanh đại bồ tát này có làm việc gì cũng không tin lời người khác, chẳng theo lời dạy của người khác mà bị lay chuyển. Như A-La-Hán có làm việc gì chẳng tin lời người khác, hiện chứng phát tánh, không mê hoặc không nghi ngờ, tất cả ác ma không thể khuyên đảo được. Đại Bồ Tát bất thối chuyển này không bị tất cả thanh văn, độc giác, ngoại đạo, các ác ma vân vân có thể phá hoại, làm cho lui sụt tâm bồ đề. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn thối chuyển này thiện hiện giả sử có ác ma giả hiện bạn thân đi đến chỗ các đại bồ tát bất thối chuyển nói như vậy những gì các ông thực hành là pháp sanh tử chẳng phải hạnh bồ tát này các ông nên tu đạo hết khổ mau hết các khổ đắc bát niết bàn lúc đó ác ma liền nói đạo pháp tương tự đạo sanh tử cho các bồ tát và bảo đây là chân đạo ông tu đạo này sớm